việc rơi vãi bụi bẩn, phát tán tiếng ồn là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành xây dựng mà Bộ Xây dựng vừa đưa ra lấy ý kiến. Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính cao nhất trong hoạt động xây dựng từ trước đến nay. Gia tăng tình trạng cư dân căng băng rôn phản đối chủ đầu tư ở Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý có trong bản tin Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi thi công thì phải bố trí cầu rửa xe ở các vị trí có xe, phương tiện thi công ra vào công trường. Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện thi công khi đi vào nội thành hoặc ra khỏi công trường phải được rửa sạch. Đây là nội dung trong dự thảo thông tư quy định về bảo vệ môi trường ngành xây dựng mà Bộ Xây dựng vừa đưa ra lấy ý kiến. Trong đó, dự thảo thông tư đặc biệt quy định về đánh giá tác động môi trường, bảo vệ môi trường trong thi công các công trình xây dựng. Quá trình thi công phải có hàng rào xung quanh khu vực công trình. Hàng rào có kết cấu chắc chắn, đảm bảo mỹ quan đô thị và bền vững trong suốt quá trình thi công. Nếu hư hỏng phải sửa chữa, hồi phục kịp thời. Phải có biện pháp bảo đảm không phát tán bụi, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng vượt quá quy chuẩn cho phép. Ngoài ra, dự thảo quy định trên công trường phải bố trí hệ thống thoát nước thi công, thiết kế biện pháp đấu nối hợp lý, đảm bảo tiêu nước triệt để, không gây ngập úng trong suốt quá trình thi công. Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Đà Nẵng vừa thảo luận về các nội dung liên quan đến công suất khai thác cảng Tiên Sa và chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án xây dựng cảng Liên Chiểu ở Đà Nẵng. Đề cập đến sự cần thiết xây dựng, chính quyền thành phố Đà Nẵng cho biết cảng Đà Nẵng hiện tại bao gồm hai khu bến chính là khu bến Tiên Sa và khu bến Sơn Trà Thọ Quang. Với lượng hàng tăng lên như dự báo sẽ vượt qua năng lực của khu bến Tiên Sa Sơn Trà Thọ Quang sau năm 2020 và đặc biệt là vượt qua khả năng đáp ứng của tuyến đường giao thông kết nối cảng đi qua nội đô thành phố. Khi đó sẽ gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và tác động đến phát triển du lịch của thành phố này. Thưa quý vị, sau khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông tin về việc huyện lên quận và các siêu dự án, tình hình người mua đất nền ở các quận huyện vùng ven có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, giá bán tại các khu vực này mới chỉ giảm nhẹ, dọc các trục đường trước đây sôi động mở bán chào hàng ở các quận 9, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, hiện số lượng khách hàng tìm mua đang giảm mạnh. Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, sau những thông tin bất lợi được tung ra, đây đang là giai đoạn các nhà đầu tư găm hàng chờ chuyển biến thị trường. Một hai tuần sau khi có đính chính thông tin quy hoạch từ lãnh đạo thành phố, thị trường phải có thời gian để điều chỉnh tình hình sau cơn sốt kéo dài từ 4 đến 5 tháng nay. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra định kỳ đối với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh của các khu dự án dân cư trên địa bàn thành phố. Trước mắt thì tập trung vào các dự án có quy mô lớn và đã có người dân vào sinh sống ổn định. Đây là nội dung trong văn bản do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm ra soát xây dựng chương trình phát triển công viên mảng xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Thời gian qua thì có nhiều dự án chung cư không chú trọng phát triển mảng xanh như đề án đã được phê duyệt mà chỉ tập trung xây nhà để bán. Không ít chủ đầu tư đã đưa người dân vào ở trong các tòa nhà chung cư nhưng hạ tầng kỹ thuật tiện ích công viên chỉ xây bằng lời hứa. Thưa quý vị, bỏ ra hàng tỷ đồng để mua căn hộ trong các khu chung cư được giới thiệu là văn minh, hiện đại, đi cùng với đó là vô vàn tiện ích. Thế nhưng ở nhiều chung cư dân đã thực sự vỡ mộng khi không nhận được những sản phẩm đúng như lời quảng cáo của chủ đầu tư. Hơn thế thì thái độ thiếu hợp tác và thiếu tôn trọng khách hàng của nhiều chủ đầu tư cũng như sự vào cuộc không thực sự quyết liệt của các cơ quan chức năng đã khiến cho cư dân tại nhiều chung cư buộc phải tổ chức căng băng rôn phản đối nhằm đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình. 58 ô thoáng và một tầng cây xanh mà chủ đầu tư Việt Tradico cam kết trả lại cho cư dân chung cư Golden West từ 10 tháng trước đến nay vẫn chưa thấy. Không những thế, hoạt động thi công tại vị trí những ô thoáng này vẫn tiếp diễn, bất chấp những kiến nghị của cư dân. Bức xúc trước thái độ của chủ đầu tư, cư dân Golden West hôm 20 tháng 5 đã cùng nhau tập trung phản đối để đòi lại quyền lợi của mình. Cư dân thì vẫn tiếp tục đấu tranh đến cùng đến khi nào mà chủ đầu tư phải có nói với cư dân đây xem là các căn hộ thoáng và các cái quyền lợi của người dân khi về đây được những gì theo như hợp đồng. Nếu mà chính quyền và chủ đầu tư vẫn làm ngơ như thế này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm các việc chúng tôi cần, gửi đơn lên các cấp cao hơn nữa và chúng tôi sẵn sàng xuống từ đường tiếp tụ tập như thế này để tập trung lại để đề đạt ý kiến tiếp theo.
chứ không thể nào để như thế này được, đúng không? Mà tôi tin chắc rằng là sau những cái cuộc này chính quyền cũng sẽ phải vào cuộc thôi. Còn tại chung cư Happy Star Tower thuộc phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, những khẩu hiệu như thế này được người dân treo suốt mấy tuần nay và chưa biết khi nào nó sẽ được gỡ xuống. Cái vấn đề xuất phát là bởi vì chúng tôi đã nói chuyện với chủ đầu tư rất nhiều, trao đổi với chủ đầu tư rất nhiều, nhưng không thể nhận được một cái câu trả lời thỏa đáng. Và ngược lại, chủ đầu tư lại có những hành động là cắt điện, cắt nước của toàn bộ người dân, nó lại càng gây thêm những cái bức xúc cho người dân. Hàng loạt vụ việc cư dân chung cư tập trung căng băng rôn để phản đối chủ đầu tư xảy ra trong thời gian gần đây tại Hà Nội. Vậy nhưng, việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với các sai phạm của chủ đầu tư gần như còn bỏ ngỏ, hoặc có nhưng chưa thực sự quyết liệt, khiến cho các tranh chấp này không được giải quyết triệt để. Người dân thì đôi khi vì có thể là một cái phong trào nào đó, cũng như là vì một cái nhu cầu cấp bách về nhà ở chẳng hạn, họ không có xem xét kỹ những cái điều khoản của hợp đồng dẫn việc là họ tham gia mua cái dự án đó. Sau này khi mà xảy ra tranh chấp thì hợp đồng thì không có quy định rõ ràng về những cái vấn đề đó. Các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc xem xét một cách rõ ràng hơn, minh bạch hơn và nghiêm khắc hơn đối với những việc là chủ đầu tư, chúng ta tạm gọi là những cái trường hợp treo đầu dê bán thịt chó như vậy. Thực tế vẫn còn không ít chủ đầu tư dự án có kiểu làm ăn chộp giật, quảng cáo một đằng làm một nẻo. Nhiều sai phạm của chủ đầu tư được phát hiện, nhưng không hiểu vì lý do gì, sai phạm vẫn tồn tại, không được xử lý dứt điểm. Và thi thoảng người dân lại phải xuống đường, căng băng rôn để phản đối. Thực tế này đang gây hoang mang cho nhiều người đang có ý định mua chung cư. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với công ty cổ phần TDS, đơn vị đang triển khai dự án khu dân cư thấp tầng Thảo Điền Staphia hay còn gọi là Home Residence với mức phạt 1 tỷ đồng. Đây cũng là mức phạt hành chính cao nhất trong hoạt động xây dựng từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù bị xử phạt và bị đình chỉ thi công toàn bộ công trình vi phạm, song theo ghi nhận của phóng viên Địa ốc 24 giờ thì đơn vị này vẫn tổ chức thi công bất chấp quyết định đình chỉ của các cơ quan chức năng. Thường xuyên đến con rạch ông Hóa để câu cá vào mỗi chiều. Ông Hoàng và những người câu cá ở đây cho biết, con rạch này trước đây khá rộng. Từ khi dự án Thảo Điền Saphir xây dựng, con rạch đã bị thu hẹp, khiến khu vực này rất dễ bị ngập khi mưa xuống. Từ ngày dự án đó, thì tới giờ là lục bình nó cản trở, rồi nước không thông luôn. Nước lên nước mà vừa lớn lên là cô ngồi đó là hơi hực, dân qua ảnh lắm chứ. Theo quyết định duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân quận 2 cũng như giấy phép xây dựng, dự án Thảo Điền Saphir có diện tích 27.018,4 m², gồm 30 căn biệt thự cao 3 tầng, không kể tầng lửng, tại trệt và tầng hầm. Tuy nhiên, khi xây dựng, công ty cổ phần TDS, đơn vị triển khai dự án này đã tăng diện tích tầng trên, vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn và rạch ông Hóa với tổng diện tích vi phạm gần 1.400 m². Mặc dù có biên bản vi phạm hành chính, nhưng chủ đầu tư vẫn tái phạm. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử phạt hành chính công ty này với mức phạt 1 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ thi công toàn bộ công trình vi phạm. Vâng, thưa quý vị, trong sáng ngày hôm qua thì ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến dự án Thảo Điền Saphir để thực hiện cưỡng chế đình chỉ hoạt động của đơn vị này cho đến khi đơn vị này nộp phạt hành chính là 1 tỷ đồng cũng như là tháo dỡ cái phần công trình bị sai phạm. Tuy nhiên thì khi lực lượng chức năng rời khỏi đây thì những hoạt động xây dựng lại tiếp tục diễn ra bình thường. Theo quyết định xử phạt của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ngoài đình chỉ thi công phần vi phạm, nộp phạt 1 tỷ đồng, chủ đầu tư dự án Thảo Điền Saphir sẽ còn phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nếu có cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu không hoàn trả thì bị cưỡng chế thực hiện. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Thưa quý vị, tâm lý chung của mọi người khi mua chung cư thường là thích chọn căn hộ từ tầng 5 trở lên để hạn chế khói bụi và côn trùng bay vào nhà. Nếu điều kiện tài chính cho phép thì mọi người sẽ chọn các căn góc của tòa nhà để có tầm nhìn thoáng, nhiều ánh sáng. Tuy nhiên thì ở các căn góc chung cư cũng sẽ phải chấp nhận là tình trạng mặt trời chiếu thẳng vào nhà hoặc gió lùa quá nhiều. Vậy giải pháp đơn giản để khắc phục những hạn chế này như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần tư vấn ngay sau đây. Điều đầu tiên khi đã xác định ở chung cư thì bạn sẽ phải tuân thủ những quy định của cộng đồng. Khi muốn sửa chữa căn hộ cũng phải chờ sự cho phép từ phía ban quản lý tòa nhà, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian của bạn.
Vì vậy, các kiến trúc sư khuyến khích việc thiết kế nội thất căn hộ, các bạn nên để tâm ngay khi tòa nhà hoàn thiện phần thô để khi dọn về ở sẽ không bị phiền phức bởi áp lực sửa nhà. Nhất là những căn góc, vì thường những căn này sẽ không được vuông vức do bị chi phối bởi kiến trúc chung của tòa nhà. Căn hộ chung cư này có diện tích khá lớn là khoảng 150m, nhưng mà lại nằm ở phía góc của tòa nhà, cho nên là cũng bị hạn chế các phòng không được vuông vức. Do đó là chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi cũng cố gắng làm sao để thiết kế các không gian trong nhà nó được thông thoáng và đảm bảo ánh sáng thông gió tốt nhất cho căn nhà. Như trong công trình các bạn có thể thấy là cái không gian ngay từ sảnh vào nó đã bị chặn bởi một bức tường và cái đường lối vào trong căn trung tâm của căn hộ là một đường đó chéo, cho nên chúng tôi đã mở rộng tối đa cái không gian sảnh và đảm bảo cái yếu tố ánh sáng có thể tiếp cận được vào đến tận cửa của căn hộ. Phòng ngủ ở các căn góc của chung cư có ưu điểm lớn nhất là có cửa sổ, ban công thoáng, nhưng thường chỉ được các chủ đầu tư lắp đặt các loại cửa đơn giản không có cách âm. Vì thế nó rất ồn ào và sẽ chịu cảnh gió lùa rất mạnh. Do đó bạn nhất thiết phải thay cửa sổ bằng chất liệu kính chống ồn để vừa có chức năng cách âm vừa giữ được ánh sáng tự nhiên. Căn nhà có một cái nhược điểm nữa là ngay không gian khách và không gian phòng ăn lại nằm ở phía ban công hướng tây của công trình. Cho nên là cái ban công phía này chúng tôi cũng bố trí một cái rất nhiều cây cối và tiểu cảnh để tạo không gian xanh mát cho không gian của khách. Và bên cạnh đấy là có một hệ thống lưới mờ vừa đảm bảo an toàn vừa có một tạo cảm giác một cái ngăn cách giảm ánh nắng trực tiếp vào trong công trình. Ngoài chức năng đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ thì ban công thiết kế thế này còn trở thành dàn leo cho các loại cây cảnh, tạo không gian xanh cho căn hộ của bạn. Đặc biệt vật liệu sợi tổng hợp này rất bền, không bị hoen rỉ bởi thời tiết và giúp bạn có một tầm nhìn từ trên cao cực kỳ lý tưởng. Phần tư vấn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0983838769. Mọi kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về địa chỉ email địaoc24giờ@vtc.gov.vn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.